Xin mời hai ông còn lại. Hôm nay toàn các cô khờ dại, các cô khôn ngoan, còn lại hai ông, một ông khôn, một ông khờ. Ông nào khôn, ông nào khờ? Ông khôn hay khờ? Khờ. Vâng, chúng ta tủa ta ơn công đoàn. Trước hết là con lúc nào cũng cầu nguyện. Rồi, ông được ơn gì? Dạ, con có bệnh là đau năm đốt sống cổ. Đau là đến nỗi mà nhiều lúc mà con xỉu đi, con không biết gì nữa mà. Con cứ đi tiêm về thì nó khỏi, nhưng mà không tiêm thì nó không khỏi. Thì hôm 22 là con vào đây, cha đi vắng, thì con cũng đây xuống cấn lòng thương xót của cha. Đến thứ bảy cha về, cha đặt đầu cho con là con đỡ liền hết rồi. Thì hôm nay, đến hôm nay là con hết tiệt rồi, không có tí nào nữa. Hallelujah! Ông tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu? Con là Gioan Đinh Văn Thành, con ở xứ Thượng Trại thuộc Bùi Chu. Vâng, thưa anh chị em, một người đã đến đây cầu nguyện lòng Chúa thương xót trong lúc chúng tôi đi vắng, và đến thứ bảy chúng tôi quay trở về và đặt tay cho ông ấy, thì cái chứng mà đau cổ của ông ấy đã hết. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi, và đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi, Chúa chúc lành cho ông nha. Rồi.